Kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì có một cái câu hỏi rất dễ, nhưng thực tế thì các bạn, những người chuẩn bị đi khởi kiện, chắc chắn là phải một cái bài toán rất là đau đầu. Câu hỏi của quý bạn đọc trả lời như hỏi như thế này: Thu ơi, sao họ kiện mà không có chứng cứ mà tòa vẫn nhận đơn và vẫn thụ lý? Kiện không có chứng cứ mà vẫn nhận đơn và vẫn thụ lý. Thưa quý vị và các bạn, thưa một cái bạn độc giả nào đó, cái việc đi kiện là quyền của họ. Pháp luật cho họ một cái quyền gọi là quyền đi khởi kiện. Các bạn sẽ thấy trong một cái bản án sơ thẩm có những câu rất chất: chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn, bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Và đó là lý do những anh chị em xem video của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi vẫn thường đưa cho các anh chị em cái lý do đi khởi kiện phải có cơ sở. Đi khởi kiện mà không có cơ sở, sợ nhất là ra tòa, tòa phán quyết không chấp nhận yêu cầu của nguyên đơn, thì rõ ràng chúng ta sẽ không được gì, mất thời gian, mất công sức, mất tiền bạc. Tuy nhiên không phải ai cũng hiểu như vậy được, ai cũng hiểu được giống như bạn. Nếu bạn là bị đơn, bạn cho rằng nguyên đơn họ khởi kiện không đúng rồi, tôi sẽ đơn cử cho cái vị độc giả này một cái câu là: họ khởi kiện không có chứng cứ mà tòa vẫn nhận đơn. Tòa nhận đơn nhưng tòa sẽ nhận định những chứng cứ và sau đó tòa sẽ có phán quyết theo quy định của pháp luật. Tôi đưa ra một cái ví dụ đầu tiên. Tôi có một cái khách hàng là bị đơn, thì trình tự như thế này: ba mẹ họ chết để lại toàn bộ là tổng cộng là 5 cái di sản thừa kế. Thì ví dụ ba mẹ họ chết năm 2000, ví dụ thôi chứ không ai mà chết vừa ba vừa mẹ chết năm 2000 cả. Ba và mẹ họ chết năm 2000 thì anh chị em họ gồm có 5 người thỏa thuận: ông số 1 hưởng phần đất số 1, ông số 2 hưởng phần đất số 2, ông số 3 hưởng phần đất số 3, ông thứ 4 hưởng phần đất số 4. Và họ đến năm 2010, họ cùng nhau ra phòng công chứng khai nhận di sản thừa kế. Trong đó 5 người đồng ý cho người số 1 hưởng phần đất số 1, người thứ 2 và tiếp tục. Tuy nhiên còn cái phần đất thứ 5 chưa thỏa thuận. Và 4 anh chị em ngầm hiểu rằng phần đất thứ 5 này sẽ cho cái ông Út ở trong nhà. Thế nhưng họ không làm vậy. Năm dài tháng rộng, 5 năm, 10 năm, một số người đã chuyển nhượng sang tên của mình, đã khai nhận di sản thừa kế qua tên của mình, chuyển nhượng, bán mất tiêu rồi. Quay lại khởi kiện đúng cái vụ, đúng cái di sản này. Và sau khi khởi kiện ở tòa thì tòa nhận định tình hình: tại thời điểm ba mất, mẹ mất còn tổng cộng là 5 loại di sản, 5 quyền sử dụng đất, 5 bất động sản. Cho nên chỉ có cái là cái ông bị đơn này chưa hoàn tất về mặt thủ tục. Và tòa mạnh dạn bác yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Các bạn hả? Bình thường thôi. Di sản nguyên đơn đã nhận rồi thì làm gì có cái chuyện là sẽ nhận tiếp. Còn không thì nếu trong trường hợp
Quá trình đó thì nguyên đơn sẽ chia lại toàn bộ. Đó bạn thấy không? Kiện không có chứng cứ, tòa nhận đơn chứ. Đó là cái quyền yêu cầu, quyền của pháp luật quy định họ. Họ được quyền khởi kiện. Thêm một cái ví dụ thứ hai. Đây là một cái vụ khởi kiện tranh chấp tài sản chung vợ chồng. Ông A và bà B là vợ chồng. Trong quá trình hai bên có tạo lập một cái quyền sử dụng đất là tài sản chung. Còn lại thì có 5 loại tài sản khác thì đứng tên riêng của chị vợ. Thì khi mà cơm không lành canh không ngọt thì các bên đã khởi kiện ở tòa án. Trong đó yêu cầu trong 3 vấn đề. Thứ nhất là khởi kiện ly hôn, chia tài sản chung và con chung. Trong đó anh chồng ảnh đưa ra tổng cộng là 6 loại tài sản. Trong 6 loại tài sản này thì anh đòi chia tất tần tật hết. Chị vợ bảo rằng là: tòa ơi, một loại tài sản này là tài sản của tôi và anh. Tôi và anh tạo lập nè, nhận chuyển nhượng từ một ông A bà B nè. Còn lại 5 loại tài sản này là của người Việt Kiều, bà con nhà tôi. Đây, đây là toàn bộ thông tin những lần chuyển tiền qua hệ thống ngân hàng, qua những sao kê, qua những cái chứng cứ này. Tòa thấy không? Miếng đất 200 triệu, tôi mua cái miếng đất số 1 cũng 200 triệu. Miếng đất thứ 2 tôi mua là 1 tỷ rưỡi. Không đồng ý, anh tiếp tục không chịu hòa giải và tòa đã bác yêu cầu khởi kiện của anh với lý do này. Anh không có chứng cứ cho rằng quyền sử dụng đất, mặc dù là tạo lập trong thời kỳ hôn nhân thật đấy, nhưng không phải là tài sản chung vợ chồng, không phải do công đóng góp trong cái khối tài sản, phát triển khối tài sản lên, mà chỉ là cái động tác là tài sản này chị vợ đứng tên dùm cho một cá nhân nào đó. Thưa quý vị và các bạn, thưa bạn, có những cái hướng dẫn của luật sư trong chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, tôi thường rất chậm để đưa những cái kiến thức đó cho quý vị và các bạn. Có một số anh chị bảo chứ chưa chi là xem những cái video của luật sư thu trên web, tôi đưa cho luật sư luôn rồi cưa đôi. Tôi bảo vậy chứ đánh giá thấp luật sư thế. Tôi không nhận một đồng từ những người đó. Tôi chỉ nhận nếu quý vị và các bạn thực sự tôn trọng luật sư. Đơn giản thôi. Thông điệp tôi trao hoàn toàn không có phí. Và quý vị và các bạn phải hiểu cái sự tự trọng của một con người. Nếu thực sự tôi là một cái con người để mà đưa lên chương trình, không cần phải để mà lại kéo lôi kéo khách hàng về, thì tôi sẽ không có một cái cố định thời gian từ 8 giờ đến 9 giờ qua một cái số điện thoại nào đó. Các bạn phải hiểu như vậy. Thôi thì bây giờ vẫn trở lại vấn đề chính. Tôi đưa cho quý vị và các bạn thông điệp: nếu trong trường hợp quý vị và các bạn đưa tôi nhận định hồ sơ, hỏi ý kiến của tôi có nên đi khởi kiện hay không, thì tôi sẽ đưa cho quý ông bà, cô bác và anh chị cái thông điệp: theo quan điểm của luật sư, vụ việc này có thể khởi kiện và có thể được tòa án chấp nhận. Tôi vẫn có những video mà không nên khởi kiện khi không có chứng cứ mà. Vậy thì ngược lại cái việc là không có chứng cứ, người ta có quyền khởi kiện đến tòa và họ sẽ không được tòa chấp nhận. Đơn giản vậy thôi.
bạn đọc nào đó nhé. Thưa quý vị và các bạn, tôi vẫn biết rằng trong cái YouTube nó là một cái thế giới ảo. Trong cái thế giới ảo này có những cái người họ sống vội quá, họ chưa có coi cái xong một cái video của luật sư đã, họ đã cho là tại sao chị không để lại số điện thoại. Có chứ. Và 11 giờ gọi điện cho luật sư, tại sao chị không nghe máy. Dạ luật sư, còn phải có những cái việc cá nhân. Thưa quý vị và các bạn, nhắc nhở tới những cái quý vị và các bạn, trước khi gọi đến chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta, các bạn có thể xem 5-6 cái video, trong đó những cái video nào liên quan đến những cái lĩnh vực mình cần ý kiến tư vấn của luật sư. Ví dụ hiện tại các bạn đang có yêu cầu mong muốn khởi kiện chia thừa kế, thì các bạn hãy xem những video mà luật sư hướng dẫn về chia thừa kế để các bạn hiểu được, và sau đó các bạn sẽ tóm lại những cái yêu cầu khởi kiện, những cái mà luật sư nói ra trong cái quá trình đó, để chúng ta dễ gần nhau hơn. Cái mục đích cuối cùng của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta là càng nhiều người dân nâng lên cái kiến thức pháp luật. Chứ bây giờ tôi hỏi với quý vị và các bạn, một ngày 5 vị gọi điện thoại đến và chỉ hỏi rằng là chị Thu ơi, bây giờ em ly hôn, em cần bổ sung giấy tờ gì? Chị Thu ơi, em muốn ly hôn, chị Thu hướng dẫn cho tôi, cho em về cái việc mà hả bổ sung giấy tờ. Chị Thu ơi, ly hôn á, bây giờ thằng chồng em nó như thế này như thế kia, thì rõ ràng cái tính hiệu quả và cái chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta sẽ không thể lan tỏa, sẽ không thể đi nhanh hơn. Mong muốn của chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta là gì? Mỗi một cái câu hỏi của quý vị và các bạn sẽ được đáp ứng, sẽ được luật sư trả lời bằng một cái video, và các bạn sẽ cảm thấy hạnh phúc rằng luật sư đã chăm chút câu hỏi của bạn. Giống như video lần này, tại sao họ kiện mà không có chứng cứ, tòa vẫn nhận đơn, thì luật sư đã trả lời cho bạn rồi, tòa có quyền nhận đơn nếu trong trường hợp họ không có cơ sở thì tòa sẽ bác đơn khởi kiện và họ sẽ chịu hậu quả pháp lý là án phí chẳng hạn, thời gian, công sức và tiền bạc. Có những vụ việc đến với văn phòng luật sư, tôi bảo rằng là trong trường hợp này chị không nên khởi kiện, vì khởi kiện nó không đem lại hiệu quả cho bản thân chị. Và kinh nghiệm của luật sư chỉ rằng là trong trường hợp này khó có thể chấp nhận yêu cầu khởi kiện của nguyên đơn. Vậy thì thôi, mình đừng nên khởi kiện chị ạ. Và khách hàng cũng đã đồng ý với quan điểm của luật sư. Cảm ơn quý vị và các bạn đã nghe những cái tự sự, những cái cộng vào những cái tâm tình, nó mang một cái tính chất hơi hướng hơi tiêu cực. Tuy nhiên các bạn ạ, tôi cũng mong muốn dành cái thời lượng này cho quý vị và các bạn, những anh chị em nào đó mong muốn hiểu thêm kiến thức pháp luật. Tôi hứa đó, tôi sẽ làm, tôi sẽ song hành với quý ông bà, cô bác và anh chị trên cái con đường quý ông bà, cô bác và anh chị tranh tụng tại tòa, và đưa ra những lời tư vấn thiết thực cần nhất cho quý ông bà, cô bác và anh chị. Cảm ơn quý vị và các bạn đã song hành cùng với chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta hơn một năm rồi. Nếu quý vị và các bạn có những cái câu hỏi mà chưa có những cái video thì các bạn hãy cứ mạnh dạn để lại comment ở phía dưới. Tôi sẽ mã hóa những cái thông tin của quý bạn đọc để trả lời thật chất và thật đúng theo quy định của pháp luật. Cảm ơn quý độc giả đã quan tâm đến chương trình Dân Ta Phải Biết Luật Ta. Tôi xin trân trọng cảm ơn.